Xin chào quý vị các bạn, hôm nay Hội Thiên Văn Nghệ Dư Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt kính thiên văn 70S700. Về vật liệu chúng ta có 3 thị kính, 3 lâu và kính đa, kính 3, bộ ốc vít và giá đỡ ốc, finer, ống kính và bộ chân đế. Sau đây kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn kết lắp kính thiên văn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành một vật chân kính. Tiếp theo là sẽ là một vật vật kính. Tiếp theo là chiếc kính thiên văn hiện tại đã được hoàn thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.